các bạn. Hôm nay Tâm xin giới thiệu đến các bạn một món ăn chay rất là ngon và rất là dễ làm. Đó là món nấm đùi gà xào xả ớt. Với cái vị ngọt và dai của nấm, vị thơm giòn của xả và vị cay nhẹ của ớt kết hợp thật là hoàn hảo. Món này các bạn có thể ăn cùng với cơm nóng hay là bún cũng rất là ngon luôn. Hương vị thì rất là thơm ngon và màu sắc trông thật là bắt mắt, đúng không các bạn? Nếu thích thì Tâm xin mời các bạn cùng Tâm vào bếp nha. Hôm nay Tâm sử dụng 200g nấm đùi gà. Chiên nấm nha các bạn. Các bạn xem nè, xả của mình bắt đầu chuyển màu vàng vàng rồi nè, trông bắt đầu đẹp mắt rồi. Bắt đầu chúng ta chuẩn bị tắt bếp là được rồi. Bởi vì nếu mà các bạn để cái xả lên màu vàng như ý của mình á, mà kết hợp với dầu còn nóng, nó sẽ làm cái xả của mình nó bị dễ bị khét lắm. Nhưng mà khi xả khét rồi nó không còn mùi thơm đặc trưng và không giòn nữa. Lúc đó nó chỉ còn cái mùi khét thôi à. Và Tâm vớt ra dĩa ra nè. Màu vàng đẹp ha các bạn. Tâm sử dụng lại cái chảo mình mới vừa chiên xả đó các bạn. Và lấy thêm 2 muỗng cà phê dầu. Cái dầu này là lúc nãy mình chiên xả đó các bạn. Nó rất là thơm luôn. Rồi bây giờ mình bỏ nấm vô mình chiên sơ nha các bạn. Chiên cho nấm nó vàng đều hai mặt là được. Cái này mình chiên theo kiểu áp chảo cho nên nó cũng không có cần, mình không cần sử dụng quá nhiều dầu nha. Thank you.
xào cho cái nấm này nó kẹo, nó khô khô lại một chút xíu nữa là ngon nha các bạn. Các bạn xem nè, màu nấm á, nó vàng ươm luôn, màu ớt thì đỏ, còn màu xả thì xanh, kết hợp trông rất là đẹp mắt luôn các bạn. Bây giờ nấm của mình bắt đầu khô rồi đó các bạn, Tâm bắt đầu tắt bếp được rồi. Bây giờ Tâm sẽ chuẩn bị cho ra dĩa nha. Cái phần xả lúc đầu Tâm chiên giòn đó các bạn, bây giờ Tâm sẽ cho hết vào luôn. Cái màu rất là vàng và thơm nữa, mình ăn thì có cái vị nó giòn giòn, nó rất là ngon. Video của Tâm đến đây là hết rồi. Tâm cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thích món ăn này của Tâm thì mời bạn làm thử nha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, like và share để ủng hộ Tâm và đón xem những video mới của Tâm nha. Tâm xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc. Chào các bạn.